Hồng Dương Si Bít đang tung vận được các đạo diễn yêu thích. Ngô Thư Hân đến Hàn Quốc tìm một đội tạo hình xuất sắc. La Vân Hy không hưởng nhiều lợi ích từ trường Nguyễn Tấn Minh. Tin tức Dương Si Bít ngày hôm nay liên quan đến dàn sao Hoa Ngữ Đình Đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao. Thứ nhất, La Vân Hy gầy nhưng không yếu, anh ấy vẫn thường xuyên đi tập thể hình nên có thể bế bạn diễn dễ dàng. Thứ hai, Angela Baby rất giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ truyền thông và thường xuyên lì xì. Thứ ba, Vương Nhất Bác hiện tại cũng bắt đầu có yêu cầu đối với đoàn đội, người đại diện độc quyền đã vào vị trí. Dù sao bản thân còn nuôi một công ty không thể trói buộc nam diễn viên. Thứ tư, phim của Đàm Tùng Vận số liệu tốt nhưng đậu thảo luận trên các trang mạng xã hội lại không cao. Thứ năm, mặc dù địa vị trong giới của Đàm Tùng Vận không cao bằng các tiểu hoa tuyến một, nhưng cô ấy rất được các đạo diễn và chế tác yêu thích. Duyên với khán giả của cô ấy tốt, thực tức chiếu đài cũng ok, mà thủ nào cũng không quá cao. Thứ sáu, Ngô Thư Hân đã đến Hàn Quốc tìm một đội tạo hình xuất sắc. Sau này cô ấy muốn xây dựng hình ảnh là một đại mỹ nhân. Thứ bảy, Tống Đồ Nhi coi như rất nhiều mạng. Niền mạch vào tổ là bình thường, trong lúc đó còn có thời trang kinh doanh cùng với lời mời tạp kỹ. Thực sự rất ít khi dành cho mình thời gian nghỉ ngơi hơn một tuần. Thứ tám, La Vân Hy không hưởng được nhiều lợi ích từ phim cổ trang trường Nguyễn Tấn Minh mới chiếu gần đây, thậm chí còn trở thành đối tượng bị chê bai. Thứ chín, Tống Uy Long là một người đàn ông thẳng tắp thuần túy, anh không có chút hứng thú nào đối với người đồng tính. Ngược lại đặc biệt thích nữ sinh dáng người cao gầy. Thứ 10, Trương Nghệ Hưng, Thái Tử Khôn có quan hệ cá nhân rất tốt, chủ yếu là con đường phát triển của hai người không giống nhau, bình thường sẽ giới thiệu tài nguyên cho nhau.